trường tiểu học Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Trong thời gian nghỉ hè vừa qua, mình đã đọc được một cuốn sách rất hay. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cuốn sách có tựa đề Cùng em tìm hiểu thế giới động vật. Cuốn sách được in trên khổ 19x27cm của nhà xuất bản Dân Trí do tác giả Thu Hiền biên soạn. Trang bìa rất sinh động, đó là các hình ảnh con vật rất quen thuộc đối với chúng ta các bạn ạ. À. Các bạn thân mến, các bạn đã bao giờ thắc mắc vì sao con ngựa lại chạy nhanh đến vậy, hay chú cá heo sinh sản trên tivi bơi nhanh như thế nào, rồi cả chú rùa, chú thỏ, chú gấu nữa? Và cuốn sách Cùng em tìm hiểu thế giới động vật sẽ đưa ra những giải đáp cho các thắc mắc của các bạn đấy. Đúng với tựa đề, sách là cả một thế giới loài động vật từ nguyên thủy đến hiện đại, bao gồm đủ chủng loại từ bé xíu đến khổng lồ, từ dưới nước, trên cạn. Sách được in bìa cứng, giấy in màu đẹp. Với hơn 100 trang sách, màu cùng minh họa ấn tượng sinh động đã miêu tả đầy đủ chân thực và các đặc điểm đặc tính của hơn 30 loài động vật, rất nhiều sinh cảnh khác nhau. Mỗi một bài học về các loài động vật gồm hai phần: phần thông tin rất hữu ích và phần bé tập làm họa sĩ. Cuốn sách này không chỉ cuốn hút với thiếu nhi chúng mình, còn cuốn hút với cả người lớn nữa đấy. Các bạn có biết đây là loài vật gì không nhỉ? Chắc chắn là chú voi, phải không? Các bạn đã được nhìn thấy voi ở đâu rồi? Còn mình đã được nhìn thấy voi trên tivi. Trong một lần, bố mẹ cho mình đi chơi vườn bách thú trên Hà Nội. Đấy các bạn ạ, à, cơ thể của voi gồm 4 phần. Phần đầu, phần mình, phần chân và phần đuôi. Đầu voi to, có vòi và có ngà. Tai voi rất to, dù để quạt mát và giao tiếp. Chúng mình cùng tìm hiểu loài vật tiếp theo các bạn nhỉ. Đây là con gì nhỉ? Đây là hươu cao cổ đó các bạn ạ. À, hươu cao cổ sống trên đồng cỏ rừng thưa ở châu Phi. Nó thường uống một lượng nước lớn trong một lần giữ lâu hơn cơ thể. Các bạn có biết vì sao hươu cao cổ lại dài, có chiếc cổ dài như thế không? Đó vì tổ tiên của nó sống ở vùng đất rất ít cỏ. Để sinh tồn, chúng phải vươn lên ca để ăn lá, được nhiều thức ăn hơn trên cây cao. Từ đời này qua đời khác, cổ của hươu cao cổ cứ dài mãi ra và dài đến nay, ngày nay đấy các bạn ạ. À. Phần thứ hai trong mỗi bài học mà mình cùng các bạn vô cùng thích, đó là bé tập làm họa sĩ. Sau phần giới thiệu thông tin hữu ích về các loài động vật, chúng ta sẽ có một trang sách để vẽ lại các con vật đó. Ở đây tác giả hướng dẫn chúng ta cách vẽ con vật rất tỉ mỉ, từng bộ phận một. Sau khi vẽ xong, các bạn có thể thỏa sức tô màu theo ý thích của mình. Mình tin chắc rằng sau khi tìm hiểu xong cuốn sách này, bên cạnh việc biết được những thông tin hữu ích về các nhiều các bạn nhỏ sẽ trở thành những họa sĩ bạn tài ba đấy. Cùng em tìm hiểu thế giới động vật thực sự là một cuốn sách bách khoa thú vị, bằng hình ảnh luôn mời gọi chúng ta tìm hiểu khám phá những con vật xung quanh mình. Cuốn sách sẽ giúp các bạn nhỏ tăng cường trí thức, nâng cao khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng của mình và yêu thêm hành tinh xanh nữa này. Còn vô vàn những điều thú vị mà các bạn muốn tìm hiểu trong cuốn sách này, các bạn hãy cùng nhau tìm và đọc cuốn sách. Xin chào các bạn!